Chào mừng tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Buồn Vui Tôi Kể. Tôi là Sơn Huy, rất vui được gặp gỡ lại tất cả các bạn. Cuộc sống của tôi bây giờ đang rất hạnh phúc, đừng ai tìm tôi. Cô Kim Mai là ông đúng không? Đúng rồi anh. Tụi bay là một gia đình. Rồi, người con trai thứ nhất này á là đẻ ra một người con trai thứ nhất, người con trai thứ nhất này đó là đẻ ra Mi Trần, đẻ ra một người con gái thứ hai này đẻ ra Phương Đông. Gia đình mình là vậy thôi, hiểu không? Má. Em đứng lên. Chú vô showbiz lâu rồi mà chơi hay bị kính, hèn chi không có nổi. Sơn Huy là ai? Em biết ông Trần Sơn Huy không? Ai biết, ai biết, ai có ai biết không? Kỳ vậy? Giờ sao? Cháu tôi á. Vậy rốt cuộc là bây giờ nổi tiếng quan trọng hơn hay là con cái quan trọng hơn? Không có phần nào hết. Cô vậy đó, đi ra khỏi nhà tôi. Em yêu đó hả? Hay em muốn sống chung với nó? Hơn 10 năm trời cái công ty này mới gầy dựng cho cậu được một chút tên tuổi. Cậu nỡ cậu đạp đổ hết. Tại sao không nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân mình để trở thành người trưởng thành và có trách nhiệm hơn? Đúng không? Anh đã đi hay 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay là người khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này. Tôi cũng muốn quay về, nhưng không biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào. Ai cũng cần có một người cha hết, chính con cũng cần có điều đó mà. Ê, ê, nhông. Nói lại coi, ông là ai? Là con trai người em ở ba của con hai của ông cô cha. Đó giờ chưa có thấy mối quan hệ nào nó loạn lạc vậy luôn á.